chào quý khán giả đến với chương trình Phút Giây Cảnh Giác phát sóng vào lúc 15:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, từ lời kể của nạn nhân hoặc những người trong cuộc, chương trình tiếp tục truyền tải thông điệp nêu cao tinh thần cảnh giác thông qua 3 sự việc đã được tái dựng. Bây giờ, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Lúc này là 9 giờ sáng. Quân vẫn thực hiện công việc của mình như mọi ngày. Đi đến chỗ nào có người, em cũng thử mời bùa vé số. Con mua giùm con tờ vé số đi con. Không, con mua đâu con ơi. Mua giùm con đi con. Không, con mua. Ngay lúc Quân đang chào kéo khách mua vé số của mình, thì cũng có một người phụ nữ ngồi tại quán cà phê nhìn thấy. Chị ta luôn nhìn theo, vẻ suy nghĩ gì đó rồi kêu Quân. Quân kêu mời Quân này nè. À, con ơi. Thằng em tôi thì nó mới xe, nó phụ bán tôi khoảng tháng 3, 2016 thôi. Thì những lúc nào mà nó không có đi hàng quán thì nó phụ tôi bán. Rồi hai anh em chia ra, không có bán chung. Bữa đó thằng em tôi nó về, nó kể là nó đi tới quán cà phê đó, nó mời người ta vé số mà không ai mua hết trơn. Thì có cái cô đó cũng ngồi gần đó, cô thấy vậy cái cô kêu nó lại. Vé số, lại đây. À, cô mua vé số cô? À, cô không có mua. Mà tại cô thấy con mời cô kia tội nghiệp quá. Có còn nhiều tờ không? Cô đang kiếm tờ 22 với 39 á. Dạ, để con coi lại ta. Tại vì cô có biết cái chú này, mà chú mua nhiều lắm. Mua lần mấy chục tờ luôn á. Con coi thử có không? Dạ, con có mà còn có vài tờ, không có nhiều. À, đại lý của con á, đại lý con lấy vé số á, có gần đây không? Dạ, cũng gần cô. Gần hả? Hay vậy đi. Con chạy tới đại lý á, con lấy cho cô mỗi số là 30 tờ. Cái con tới đây, cái cô dẫn con tới chú đó con bán, chịu không? Dạ. Dạ, nhanh nhanh đi con, cô ở đây cô chờ á. Dạ. Cậu nhóc nhanh chóng hí hửng, chạy về chỗ bỏ sỉ vé số cho em. Tại vì từ chỗ đó tới đại lý cũng gần, nó nghe lời chị nó chạy đi, tại vì nó mừng quá mà. Tại vì bán 1-2 vé số thì không đã khó rồi, mà ra được khách kêu mua cả 60 tờ nên là nó nghe lời chị nó chạy đi luôn. Cô ơi, lấy cho con thêm 30 tờ 22 rồi 30 tờ 39 nữa nha. Ủa, mà sáng con lấy rồi sao giờ con lấy nữa? Dạ con có khách đặt, con lấy liền con đi. Ủa mà ai đặt vậy con? Dạ, cái cô mà bán cà phê gần đây nè cô. Vậy thôi, để cô lấy nha. Thấy cô nhóc hối, chị Chi nhanh chóng lấy vé số cho em mà không hỏi gì thêm. Dạ, chị con về trả tiền cho cô. Vừa lấy vé số xong, cậu nhóc hối hả chạy lên quán cà phê lúc nãy. Vừa chạy đến, thấy người khách này vẫn còn ở đây. Cậu nhóc mừng rỡ nói. Ôi, con lấy vé số về rồi nè. Con lấy vé số rồi đó hả? Đi đâu cô? Đi tới cái chỗ mà chú hồi nãy mà cô nói với con đó. Đó, cái hẻm gần đây, đó con thấy không? Đó. Thôi, mình đi ha. Dạ. Chị ơi, tính tiền nước cho em ạ. Lúc này, cả hai người đều cùng vui vẻ đi giao 60 tờ vé số của Quân. Con, nhà chú đó ở đằng kia kìa. Mà chú á, chú khó tính lắm, chú không có thích người lạ. Bây giờ con đưa vé số cho cô đi. Rồi có gì cái cô tới khi cô nhờ chú đó mua cho con, mua hết chỗ này luôn. Rồi cái cô đem tiền lại đưa cho con. Con đứng đây con chờ cô, được chịu không? Dạ. Vậy con đưa cho cô đi ha. Dạ. Cô đi nhanh nhanh nha con. Cô biết rồi. Vậy con đứng đây con đợi nha. Đứng đây dạ. Đợi nha. Cô đi đây. Thằng em tôi đứng nó đợi. Nó đợi được cũng lâu lâu quá rồi nó không thấy chị ra. Nó lo lo rồi cái nó đi theo với con đường mình đi á. Để tìm hoài không thấy chị. Không thấy chị ta đâu. Cậu nhóc ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm. Ủa, cô đi đâu rồi ta? Đường sao ta? Ủa sao lâu quá vậy ta? Tìm hoài không thấy chị. Xong cái là nó biết là hả, nó bị lừa thì nó chạy vậy. Nếu máu thì nó khóc quá trời. Cái hai anh em tôi ra ngoài đại lý năn nỉ người ta xin nợ lại để bán từ trả chờ. Tôi kể này là để nè muốn nói với lại quý vị khán giả xem hình á, là nếu như là mình có mà em út hay là con cháu gì nó đi phụ buôn bán này nọ thì nó chưa có kinh nghiệm nên mình thì mình phải chỉ cho nó nhiều vô để không có bị người ta lừa gạt giống như trường hợp của thằng em tôi.
Câu chuyện xảy ra tại tiệm tạp hóa của gia đình chị Binh ở quận Bình Tân. Con ở nhà con coi tiệm nha. Mẹ qua cô Tám á, mẹ lấy hàng chút xíu. Coi tiệm cẩn thận nha, ngồi cứ chơi điện thoại hoài à. Dạ con biết rồi, mẹ đi đi. Thôi mẹ đi à. Dạ. Lúc này chị Minh cũng rời khỏi tiệm. Chị không thể ngờ được rằng 30 phút đi lấy hàng của mình phải đánh đổi hơn 10 triệu đồng. Thì trước lúc đó khoảng chừng 1 tiếng thì ở bên phía tay trái nhà tôi á có đang xây cất nhà. Thì cái ông chủ nhà ổng mới thấy hai thằng này cũng tình nghi lắm. Ổng mới nghĩ rằng chắc nó muốn lấy xe. Ổng mới xuống ổng coi giùm cái nhóm xe của mấy thợ hồ. Rồi ổng mới thấy nó bỏ đi, rồi lại là ổng tưởng là nó đi luôn. Ai nhè là nó lại nó quán tôi là nó hành động vậy. Nhân vật mà chị Minh vừa nhắc đến chính là hai đối tượng này. Có thể thấy lúc này họ đang lượn lờ quanh tiệm tạp hóa của chị Minh. Ở phía bên trong, Tuấn đang ngồi trên điện thoại nên không để ý đến sự xuất hiện của hai vị khách lạ mặt này. Có thể thấy, lúc này tên ngồi sau xuống xe. Trong khi đó, tên cầm lái cũng cho xe di chuyển đến trước. Điện thoại vô cái hộp tiền luôn mà nó cũng kỹ, nó đậy tủ tiền lại rồi nó mới đi ra đưa thẻ. Nó kêu mua thẻ thì nó đứng ở dưới lề á, mà nó ngồi trên xe à, nó mới hỏi chứ có bán cạc điện thoại không, thì con tôi nói có, thì nó đứng lên nó đưa, thì nó đưa nhưng mà cái mặt nó hướng về với cái thằng đó chứ nó đâu có ngờ một lứa nó lẫn vô trong. Nó hỏi đủ chưa thì con tôi nó mới nói dạ đủ rồi. Tôi nghĩ rằng cái câu mà nó hỏi là nó hỏi con tôi đủ chưa đặng mà nó cho cái thằng ở trong á nói là nếu mà thằng này nó dạ đủ rồi thì cái thằng đồng bọn nó mới đi. Thằng ấy tự trong nhà trong cái hộc tiền ấy đi ra là nó biết rồi, nó nói với người làm gì đó thì thằng nó chạy luôn. Thì con tôi mới mở tủ tiền ra thì thấy mất thẻ rồi mất tiền rồi mất luôn cái điện thoại của nó luôn. Trời, tiền điện thoại với kẹt bị lấy hết rồi. Phát hiện sự tình, em liền chạy ra ngoài truy hô cướp. Vì hai tên trộm chạy xe máy tẩu thoát nên Tuấn không thể đuổi theo. Thì tôi nghĩ rằng chắc nó cũng có mua mấy lần rồi nó mới biết được cái vị trí cái tủ tiền á, cái giờ giấc với lại tôi không có nhà nó mới hành động vậy. Dượng nó mới ăn cơm ở đằng phía bên hông nhà mới nghe vậy, mới chạy lại lấy xe ra ngược theo thì ngược không kịp.
Con biết rồi. Lúc này anh Hòa dẫn xe ra trước rào, dì Xuân cũng theo sau để khóa cửa. Bữa hôm đó đó, con trai tôi nó đi làm, tầm 10-15 phút sau á, thì có hai cái cậu thanh niên chạy tới. Chưa đầy 15 phút sau khi anh Hòa đi, thì có hai thanh niên ăn mặc khá lịch sự chạy xe tới trước cửa nhà. Nhìn qua đây. Anh Hòa, anh Hòa. Có nhà không anh Hòa? Ơi ơi, ai đó? Anh Hòa. Nhà thì có chuông, nhưng mà hai cậu này không có bấm chuông, mà gọi trực tiếp luôn. Chắc là thấy tôi ở dưới phòng khách nên họ gọi. Dì Xuân mở cửa cho hai tên thanh niên này vào trong nhà. Ủa, hai cậu kiếm ai? Dạ, tụi con kiếm anh Hòa. À, nó đi làm rồi, có chuyện gì không hai cậu? Dạ, tụi con làm bên công ty cấp thoát nước thành phố. Hôm bữa tụi con có gọi cho anh Hòa để tới kiểm tra tình trạng nước nhà mình đó cô. Ủa, sao tôi không nghe nó nói gì vậy cả? Mà thôi, nắng quá, hai cậu vô nhà đi rồi nói chuyện ha. Dạ, cảm ơn cô. Tụi nó làm bên công ty cấp thoát nước gì đó. À, đến là do con tôi đã liên hệ từ trước. Mà mình nghe vậy nên mình mới mở cửa cho tụi nó vô. Hai cậu thanh niên này ăn mặc khá là lịch sự, quần tây, áo sơ mi trắng, vào nói chuyện cũng lịch sự. Tôi mới nói với tụi nó là mình không có rành để gọi con trai về. Thì một cậu mới nói là có số để gọi luôn cho. Mình thấy nó móc điện thoại ra và bấm số gọi. Còn cái cậu kia thì ra xe lấy vô hai cái bọc màu đen rồi ngồi thôi chứ không có nói gì hết á. Alo, anh Hòa hả? Dạ, em bên công ty cấp thoát nước nè anh. Hôm nay mới tới nhà để xử lý nước cho anh á. Dạ, anh đang họp á hả? Dạ dạ, nhà có mẹ anh. Dạ dạ, được rồi, cái gì để em nói chuyện với mẹ anh. Cho tôi nói chuyện với nó cái. Nó nói con tôi đang bận họp, không nghe máy được. Mình cũng không có dám gọi nó nữa. Dạ, anh Hòa, anh nói anh đang bận, anh đang họp. Rồi, anh nói con có gì trao đổi với cô, xong chiều anh về anh nói chuyện lại với cô. Vậy hả, nhưng mà cái này, chuyện này có cái gì rắc rối không? Dạ, không có gì đâu cô, cái này chỉ có là coi là tình trạng xử lý nước thôi chứ không có gì. Dạ. Vậy thôi, hai cậu làm đi. Anh lấy cái bịch này anh xuống dưới, anh xử lý bồn cầu. Nó nói đơn giản không có gì đâu mà cô sợ. Nè, gọi con trai cô về chi cho mất công. Nghe đơn giản nên mình cũng để tụi nó tự xử lý luôn. Mắt thằng cáo nè, rồi cái cậu thanh niên này á, thì đang nói chuyện nên mình cũng không có ra sao. Chỉ nó ra sao bếp kiểm tra giùm mình thôi. Thì cái cậu thanh niên này nè, mới móc ở trong ba lô ra cuốn sổ rồi cái hóa đơn. Cho con hỏi là nhà mình á là có bao nhiêu người? Trong khi người thanh niên này đang nói chuyện với chủ nhà, thì người thanh niên kia nhanh chóng mang túi màu đen ra phía sau và đổ liên tục gì đó từ trong chiếc túi này vào bồn cầu và lavabo, rồi nhanh chóng dội nước xuống. Trông có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng không biết hiệu quả có đúng như là xử lý nước hay không. Ở sau nhà thì cũng không có cái tài sản gì có giá trị hết. Điện thoại cũng bỏ trong túi rồi, tiền cũng bỏ trong người rồi. Nên mình cứ đi không quan sát hay theo kiểm tra gì hết á. Hai bà cháu mới ở trên nhà trên luôn. Các cậu thanh niên ngồi nói chuyện với tôi á, thì hỏi tôi nhà có nhiều người không, rồi xài bao nhiêu nước, hỏi tùm lum hết rồi ghi vào cuốn sổ. Mình cũng thiệt tình, có làm sao nói vậy trả lời hết. Sau khi thao tác xong, người thanh niên này nhanh chóng quay lại phòng khách. Ủa vậy hả cậu? Dạ. Xong rồi Bình. Ủa xong rồi hả cậu? Dạ xong rồi con. Cảm ơn cậu em. Cô ký giùm con cái hóa đơn, để con về công ty con nộp lại. Rồi cô thanh toán cho con 3 triệu. 3 triệu? Hỏi xong thì người kia cũng đi lên. Cái túi đen thì nó đổ vào bồn cầu với lavabo hết rồi. Nên tôi ký tên vào hóa đơn. Rồi nó biểu đưa 3 triệu. Tôi hết hồn luôn. Tiền gì mà đưa 3 triệu? Thì tụi nó mới giải thích là tiền thuốc xử lý này nọ. Lúc đầu tôi không chịu đưa, nhưng khi thấy trên hóa đơn có ghi họ tên con trai, số điện thoại và địa chỉ nhà mình nữa, nên mình nghĩ chắc là con mình nó kêu họ
chứ làm sao mà mấy cậu này có biết được cái thông tin như vậy. Mình do dự một lúc thì cũng móc tiền ra đưa cho nó. Ký xong á, chỉ để lại một cái túi màu đen với hai gói thuốc gì đó, nói là của công ty tặng. À, ha. Cô, còn hai gói này á là khử phèn. Nếu nhà cô có phèn ấy thì cô đổ hai cái bịch này vô. Còn cái bịch này á là chiều á là cô bỏ dưới nước rồi cô đổ thêm một lần nữa là được rồi. Anh xử lý dưới bồn cầu dưới lavabo cô á là nó thông rồi. Là cô chỉ việc là đổ một lần nữa là xong. Rồi tụi con xong rồi. Tụi con xin phép cô, tụi con về. Dạ con xin phép cô luôn nha. Cảm ơn hai cậu nhiều nha. Dạ. Sau khi nhận được tiền, hai tên thanh niên với vẻ khá lịch sự cũng nhanh chóng bỏ đi. Lấy tiền xong á là hai cậu đó đi. Cháu mình nó bị bệnh, nó cũng cự nữ nè kia đó. Mình dụ nó ngồi chơi trong phòng khách. Rồi sau đó mới mang mấy cái kia ra sao cất gì cũng sợ. Cháu nhỏ nó tái mái tay chân á, rồi nó móc lung tung nguy hiểm. Mới mang ra sao bếp cất. Bây giờ con ngồi đây con chơi nha. Để bà đi dẹp mấy cái này nha. Bà lên với con. Dẹp cho nó ra ngoài sao cho nó rồi đi. Tôi cũng ý không có biết gì hết á. Khi mà đi toilet xong á thì mới gạt bồn cầu, thấy rút chậm lắm. Mình nghĩ chắc do ngộp hơi hay tụi nó mới xử lý chưa kịp, chưa có tăng thuốc á. Ai về đâu, rửa tay thì cái lavabo cũng nghẹt luôn. Lúc đó mới hết hồn rồi, không biết là bọn này nó đổ cái gì vào nữa. Ủa, sao vậy nữa nè, sắp nghẹt rồi. Trời ơi, nó bỏ cái gì vô đây không biết nữa, mà bây giờ cầu nghẹt. Rồi bây giờ cái rô cũng nghẹt luôn. Rồi còn cái túi màu đen, nó dặn đổ vô sao mình mới làm thử. Thì càng đổ, càng nghẹt thêm. Rối quá, vì nghẹt không có thoát nước được. Tôi nghi chắc là bị lừa rồi, nên gọi điện cho con trai về. Thôi bây giờ mày bình tĩnh đi nha. Con ở đây con sắp xếp công việc rồi, con sẽ về liền. Con về đi ha. Đến trưa con trai về, nó kiểm tra, nó nói nghẹt rồi má ơi. Kêu thợ vô hút đi. Thì nó đổ cái gì đen đen giống như cho, chứ chắc xử lý gì đâu. Lúc đó không giữ thông tin gì về hai cái cậu thanh niên đó hết á. Chỉ giữ có hai gói thuốc nè, mà bọn chúng nó nói là công ty tặng á. Dò ra thì hai cái gói thuốc đó ở chỗ bán vật liệu xây dựng có bán nè, mà mười mấy ngàn bịch thôi à, chứ không phải của công ty xử lý gì mà mới ra đâu. Lúc đó thì mẹ con tôi mới lên công an phường trình báo để họ kịp xử lý cái chuyện này, để cho mấy cái nhà khác mà đừng có bị gạt như tôi nữa. Bữa đó là 5 giờ chiều đi chợ thì mua đồ ăn. Sau khi mua xong á thì đi ở trước á, thì mình đi ở sau, thì có cái anh đó anh chạy chiếc xe ở trước á, anh mới có một số tiền ở gớt nửa trong nửa ngoài gớt túi sau, thì mình thấy vậy mình chạy lên. Anh ơi, anh cho chừng rớt tiền cho anh. Nghe thấy tiếng gọi, người đàn ông dừng xe lại. Dạ dạ, tôi cảm ơn chị. Dạ không có gì anh. Nói rồi chị Hoa tiếp tục đi. Còn người đàn ông cũng kiểm tra lại tiền trong túi. Chị Hoa chạy tiếp khoảng 200 mét thì từ đằng sau có một người đàn ông khác chạy lên gọi chị. Chị rất tiền phải không chị? Không, tiền này em phải của tôi anh ơi. Vừa nói người đàn ông vừa đưa hai gói tiền trước mặt chị Hoa. Tiền thì cũng có tiền 500, thì cũng có tiền 200, thì đủ cũng cặp cũng dày lắm. Còn ở trong thì em không biết. Và sau đó cái miếng vàng gói ở miếng tiền 2000, thì miếng vàng nó dày lắm, miếng vàng nó dày nhưng mà nó nhỏ vuông. Anh có đưa cho tôi coi thì tôi mới nói là không, cái này không phải của em anh ơi. Nhưng mà rõ ràng là tôi lượm ngay chỗ chị đứng á. Không phải đâu, chắc ai á chứ không phải tôi đâu. Mấy tiền của tôi mà ở trong này có vàng nữa nè chị. Tôi làm gì có vàng, cũng phải vàng với tiền của tôi nữa, chắc của ai á. Ủa mà không phải chị... của chị vậy của ai ta? Hay là cái của cái anh hồi nãy mà anh đứng đằng kia kìa, chắc của ảnh rớt á, có khi nào của ảnh không? Vừa lúc đó thì từ phía sau người đàn ông mà trước đó chị qua nhắc nhở có chừng rơi tiền cũng chạy đến. Hồi nãy hả, em làm rớt đó. Ủa sao biết của anh? Hồi nãy tôi có làm rớt, ở trong cái gói đó là có một gói là khoảng 2 cây vàng và một gói hơn 10 triệu á. Mà bây giờ á,
Cái vấn đề là làm sao xác nhận đây là chính xác của anh. Người đàn ông này vừa năn nỉ, vừa lục trong túi quần, túi áo, rồi lôi ra một ít tiền. Chị này nhắc tôi á, rồi tôi mới nhét tiền vô lại chứ không thôi tôi cũng mất luôn rồi. Đúng rồi, hồi nãy chút xíu nữa tôi mỏng kêu là anh rớt luôn cái tiền đó. Suy nghĩ một lúc, người đàn ông nhặt tiền cũng đồng ý trả lại. Thôi được rồi, bây giờ coi như vậy này làm chứng cho anh ha. Tôi sẽ trả lại cho anh. Bây giờ thì nếu mà vàng á, hai cây như vậy nó tầm khoảng 80 triệu. Bây giờ coi như là anh phải có gì cho tôi đúng không? Tôi lấy 10 triệu. Người nhặt được tiền vừa nói, vừa vỗ lên vai chị Hoa. Rồi nếu được anh ok thì đi theo tôi. Lúc mà nói chuyện qua lại á, thì người ta có đụng cái vai mình, là vỗ cái vai của tôi một cái. Thì tôi thấy cảm giác người nó nóng lên, nó khó chịu. Nói chung là cũng khó chịu. Thì nó nóng lên, mặt của mình thấy là nó đỏ lên liền. Nghe người nhặt tiền nói, người đàn ông kia không chút do dự mà đồng ý ngay. Gửi chị 10 triệu. Rồi coi như hôm nay tôi xui vậy thôi. Rồi vậy mình thỏa thuận vậy nha. Bây giờ hai người đi theo tôi vô cái hẻm bên kia đi. Để ký giấy tờ, ký nhận cho nó đàng hoàng. Chứ tôi cũng làm trong cuối hẻm đó, công ty của tôi chổng nha. Dạ, anh đi trước đi, em chạy vô liền. Dứt lời, hắn ta nổ máy xe và chạy vào trong con hẻm. Con hẻm ở cái đường vô khu công nghiệp á, đường đó rất là vắng, buổi chiều chủ nhật mà rất là vắng, không có ai hết. Thì tôi thấy vậy thì tôi cũng biết là lừa đảo rồi, nên là tôi không đồng ý. Thì tôi chạy tôi đi. Khi hắn ta vừa đi, người đàn ông bị rớt tiền giục chị Hoa. Chị, bây giờ chị đi vô hẻm với tôi đi, để cho ảnh chia tiền xong á rồi thằng tôi còn đi nữa. Như cảm giác có điều gì không hay, chị Hoa quyết định không đi. Thôi tôi không đi đâu. Thôi anh đi với ảnh đi. Chị, nếu mà chị không đi á, rồi bắt đầu là ảnh không có gửi tiền lại cho tôi, rồi tôi mất hai cây vàng nữa, như đó là tài sản của tôi đó chị. Đó là chuyện của anh với ảnh, hai người tự giải quyết với nhau đi, chứ đâu có dính dáng gì tới tôi đâu. Nhưng mà giờ chị làm chứng, thì bắt đầu nãy như ảnh nói đó, thì chị phải vô rồi ảnh mới gửi cho tôi. Hai chị vô đi, tôi gửi cho chị thêm 2 triệu nữa là 12 triệu được không? Tôi không có cần tiền của anh đâu, còn nếu ảnh không đưa cho anh thì anh với ảnh đưa lên đồn công an giải quyết đi. Chị nổ máy, nhưng người đàn ông này nhất quyết chặn đầu xe không cho chị đi. Tạp đó rắc rối lắm, nhưng mà giờ tôi muốn là chia xong nhanh, tôi còn đi công chuyện của tôi nữa. Tôi đã nói là tôi không có đi lấy tiền gì của anh nữa hết á, anh tự đi theo ảnh đi. Anh mà không theo ảnh hồi anh mất tiền anh ráng chịu á. Chị giúp cho tôi đi chị, trời không thôi là tôi mất hết luôn đó. Tôi đã nói là tôi không đi, bây giờ anh tránh ra cho tôi đi đi. Chị giúp tôi đi mà, tôi năn nỉ chị luôn á. Bây giờ ảnh đang đợi ở chổng mà chị không vô, bây giờ ảnh cũng đâu có trả lại cho tôi đâu. Chị giúp cho tôi đi chị, tôi năn nỉ chị luôn á. Cái chuyện của anh chứ đâu dính dáng gì tới tôi đâu. Tôi nói tôi không đi, giờ anh tránh ra mà anh tránh ra tôi la lên á. Chị giúp cho tôi đi mà, tôi năn nỉ chị mà. Nghe thấy vậy, người đàn ông này mới chịu lùi xe cho chị đi, rồi một mình chạy vào con hẻm kia. Lúc đó tôi cũng cảm giác được là cái này cũng giống như bị lừa, lại cũng có nghe qua cái trường hợp này rồi. Đi khỏi đó một lúc, khoảng 5 phút sau, bỗng nhiên chị Hoa thấy buồn ngủ, rồi qua mắt chóng mặt. Thì lúc đó thì thấy người là chóng mặt, say sẩm mặt mày. Thì lúc đó mới chụp nhớ lại là nhìn lên cái cổ tay của mình á, là cũng còn hai chiếc nhẫn của mình đeo hay không. Thì lúc đó say sẩm mặt mày quá sợ, mà mình đi lúc mà mình nửa đường mình xỉu này kia, tôi mới là chạy về nhà. Nhưng mà chạy cũng không có chạy nhanh, cũng có gấp mà chạy cũng từ từ. Thì chạy mà không có dám ngồi giống ấy đâu, mà khom suốt chiếc xe nè. Chạy thì về chưa tới đầu ngõ thì gặp bà Tám, bà chủ nhà, mới kêu bà Tám ơi cứu con. Sau đó thì mọi người ra cũng giúp đỡ, rồi kè vô rồi pha nước chanh cho uống, cũng ăn lúc sau thấy khỏe lại thì mới về phòng của mình. Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình Phút Giây Cảnh Giác ngày hôm nay. Hy vọng rằng với gần 30 phút phát sóng của chương trình, quý vị đã rút mình được những bài học cảnh giác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.